Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại trong bản ghi âm của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm Thái Căn Đàm. Một tác phẩm đã nói lên được cái dụng ý của tác giả về tài trí và kết quả tu dưỡng của con người khi mà trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ. Và tác giả đã kết hợp ba trường phái, đó chính là nhập thế nho giáo, vô tri của đạo gia và xuất thế của nhà Phật. Vậy thì để xem nội dung sách cũng như là mình mang đến cho các bạn điều gì thì các bạn hãy chú ý lắng nghe sau của bản ghi âm này của mình nhé. Và nội dung của bộ sách này được chia thành 3 phần chính. Phần 1 là đạo làm người và xử thế. Phần 2 là tu thân dưỡng tính. Phần 3 là thất bại trong sự nghiệp. Đây, mình sẽ xin bắt đầu ghi âm cuốn Thái Căn Đàm. Phần 1, đạo làm người và xử thế. Chân pháp dung dị là đạo lý xử thế. Bão pháp chủ triết, thập thiết chi đạo. Người mới bước chân ra xã hội, kinh nghiệm chưa từng trải là bao nên dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Còn những người từng trải thì bản lĩnh vững vàng hơn. Vì vậy người quân tử cần giữ gìn tính cách giản dị, chất phát, làm việc gì cũng phải thận trọng, dè dặt, biết uyển chuyển nhân nhượng để được an toàn, rộng lượng khoáng đạt một chút để không đánh mất sự hồn nhiên dung dị. Hán Văn Đế Lưu Hằng là vị hoàng đế nổi tiếng tiết kiệm trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ tư của nhà Hán cổ Tổ Lưu Bang, mẹ là Bạc Thái Hậu. Bạc Thái Hậu xuất thân Hần Bạc, mẹ bà là Ngụy Ổn, đã dâng tặng bà cho Ngụy Báo, người tự xưng là Ngụy Phương trong giai đoạn nông dân nổi dậy cuối thời Trần. Sau khi Lưu Bang bị đánh bại Ngụy Báo, bà Cơ là Bạc Thái Hậu bị đưa ra để đi dệt vải tại cung của Hán Vương ở Trường An. Một hôm, Lưu Bang đến khu dệt vải trong cung, thấy bà Cơ xinh đẹp, bèn động lòng cho triệu vào cung. Không lâu sau, Bạc Cơ sinh Lưu Hằng, năm Cao Tổ thứ 10, 197 trước Công nguyên. Tướng nước Đại là Trần Hy câu kết với Hung Nô phản Hán và tự xưng vương. Lưu Bang đích thân dẫn đại quân bình định quân phản loạn và lập Lưu Hằng làm vương. Khi đó Lưu Hằng mới 8 tuổi. Bà Cơ là người hiền hậu, ôn xử ôn hòa nhã nhặn, chưa từng làm mất lòng ai, cũng không tiếp xúc nhiều với người khác, càng không ham muốn quyền lực, chỉ biết chuyện tâm chăm sóc con, thích cuộc sống bình yên an phận. Vì vậy sau khi Hán Cao Tổ Bằng Lưu qua đời, Lã Hậu lạm dụng quyền hành và rất bạo loạn, nhưng không làm khó được bà Cơ, vẫn để bà dẫn Lưu Hằng đến nước Đại làm Đại Thái Hậu. Tâm niên trong sáng, tài hoa nên che giấu. Ghi minh tâm sư, tu ẩn tài hoa. Tấm lòng của người quân tử trong sáng, nghiêm khiết như ban ngày, chẳng che giấu bí mật nào. Tài hoa của người quân tử như viên ngọc được cất kỹ, không tùy tiện khoe khoang cho người khác biết. Để cổ xử thế, học trò của Khổng Tử là Tử Cống, mỗi lần làm việc gì luôn công khai nhận lỗi. Có người không tán thành nói ông làm như thế là không thấy quá đáng hay sao? Làm sai tự sửa là được, hà cớ gì phải công khai nhận lỗi? Tử Cống nói, lỗi lầm của người quân tử ví như mặt trời và mặt trăng, ai cũng nhìn thấy. Lỗi lầm của người quân tử về chỉnh thể thì là một phần nhỏ, chứ suốt quá trình cũng là một giai đoạn rất ngắn. Không việc gì người khác không thấy, cũng không có điều gì đáng sợ. Hơn nữa, không nói ra thì lỗi lầm của mình thì thầy và các bạn cũng có thể giúp đỡ, sửa chữa nhanh, triệt để hơn. Những điều này là điều tự thân tâm tôi nghĩ như vậy. Nhìn sự thật bên ngoài sự vật, nghĩ về sau khi chết, quán vật ngại quán, tư thân hậu thân. Người biết giữ đạo đức có thể sẽ có lúc cô đơn, quạnh quẽ, nhưng cũng có người cũng tự dẫm lên quyền quý, sống cảnh thê lương cô độc mãi mãi.
người rộng rãi phóng khoáng, hiểu lý lẽ và biết nghĩ đến danh dự thiên cổ, sau khi chết thà nhẫn nhịn chịu đựng sự cô đơn nhất, chứ quyết không định nọt luồn cúi để tránh được sự lạnh lẽo buồn tủi muôn đời. Bá Di và Túc Tề là con trai vua nước Cô Chúc. Cuối thời Ân Thương, vua nước Cô Chúc muốn lập Túc Tề kế ngôi khi ông mất. Sau khi vua mất, Túc Tề nhường ngôi cho anh trai là Bá Di. Bá Di không chịu, nói đây là ý của phụ hoàng. Sau đó Bá Di bỏ đi, Túc Tề không chịu kế vị cũng bỏ đi. Dân trong nước lập con trai của vua Cô Chúc nên làm vua. Sau khi ra đi, hai người anh em nghe nói Tây Bá Xương tức Chu Văn Vương là người có đức hạnh, bèn quyết định đến nước Chu. Khi hai anh em họ đến thì Tây Bá Xương cũng qua đời. Vũ Vương lên ngôi, Vũ Vương đem quân đi đánh vua, Trụ Bá Di và Túc Tề chặn đường. Vũ Vương ngăn cha chết không chôn lại đem quân đi đánh giặc, thế gọi là hiếu không. Chu là nước chư hầu của Thương, bầy tôi giết vua có thể gọi là nhân không. Thuộc hạ của Vũ Vương không muốn giết anh em ông, nhưng Khổng Tử Nha nói đây là người trọng nghĩa khí, rồi sai người đỡ anh em ông đứng dậy và đi nơi khác. Vũ Vương diệt Thương, lập ra nhà Chu. Bá Di và Thúc Tề cho rằng việc làm của Vũ Vương thật đáng hổ thẹn, quyết định không ăn thóc của nhà Chu. Anh em ông sống ẩn giật trên núi Thú Dương, hái quả dại sống qua ngày, sau đó họ chết vì đói. Hành động trung nghĩa của họ được hậu thế khen ngợi. Sự thái độ nghiêm nghị với kẻ hầu nhân không hề khó, cái khó là làm sao để trong tâm ta không ghét bỏ họ, tôn trọng những bậc quân tử cao thượng cũng không hề khó. Cái khó là ở chỗ chúng ta giữ đúng mực của nó. Lương Vũ Thế, Tiêu Diễn thời Nam Bắc Triều, của một thuộc hạ tên Trịnh Thiệu Thúc rất trung trực với Tiêu Diễn. Một hôm anh của Trịnh Thiệu Thúc là Trịnh Thực đột ngột đến nhà, lấy cớ là đến thăm em, chuẩn bị hành thích Tiêu Diễn. Trịnh Thiệu Thúc vô cùng khó xử, nhưng do trung thành với Tiêu Diễn nên ông đã kể cho Tiêu Diễn nghe mục đích đến ám sát của anh trai mình. Tiêu Diễn cũng lấy làm khó xử, mặc kệ thì nguy hiểm cho mình, giết người kia thì có lỗi với tấm lòng trung thành của Trịnh Thiệu Thúc. Thế rồi ông nghĩ ra một cách trọn vẹn đôi đường. Ông bày một cỗ tiệc lớn dành riêng thiết đãi anh em Trịnh Thiệu Thúc. Trong bữa tiệc, Tiêu Diễn giọng nửa thật nửa đùa bảo Trịnh Thực, có người sai ngài đến giết ta. Trong bữa tiệc hôm nay chỉ có ta và hai anh em ngài, đây là cơ hội tốt để ngài ra tay đấy. Trịnh Thực nghe Tiêu Diễn nói thế không dám manh động. Tiệc xong, Tiêu Diễn đích thân đến Trịnh Thực đi tham quan quân đội của mình. Trịnh Thực thấy cả một thành trì tương đương kiên cố, binh tướng hùng hậu, thuyền chiến vô số, chiến mã hí vang trời. Quân lương đầy ắp nên đã từ bỏ ý định hành thích ban đầu. Trịnh Thực chẳng những không ra tay giết Tiêu Diễn, trái lại cũng bị khuất phục bởi thái độ chính trực, khẳng khái của Tiêu Diễn. Từ đó ông nguyện làm thuộc hạ của Tiêu Diễn. Mở tấm lòng sau khi chết, ơn nghĩa dài lâu, tâm địa phóng khoan, thân xử ân thủy. Đối đãi với người khác, mở lòng với lòng mình, để cho người khác không thể oán hận, bất mãn. Phúc đức để lại sau khi chết phải được truyền tụng lâu dài mới có thể được người tưởng nhớ đời đời. Vua Sở thời Chu Xuân đã làm đi mất cung khi đi săn ở đầm Vân Mộng. Quan quân vội đi tìm, vua Sở nói thôi đừng tìm nữa, ta làm mất cung ở nước Sở thì người dân Sở nhặt được chẳng mất đi đâu được. Mọi người đều khâm phục tấm lòng bác ái của vua Sở. Sau đó chuyện về đến tai Khổng Tử, Khổng Tử chê bai cung của Sở Vương bị mất, không chỉ người dân Sở nhặt được mới coi không mất,
mà thiên hạ nhặt được cũng coi như là không mất. Tuy Khổng Tử chẳng có tấc đất, nhưng xét về lòng khoan dung thì lại rộng hơn vua Sở. Khi đi trên đường chật hẹp, vừa chừa một phần nhỏ chỗ trống cho người khác đi, khi có đồ ăn ngon thì phải nhường ba phần cho người khác cùng ăn. Đây mới là cách vui vẻ nhất để người biết xử thế. Trương Anh là người học sĩ kiêm lễ bộ thượng thư thời Thanh. Người nhà của ông khi xây nhà ở quê đã xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm họ Phương. Kiện ra quan phủ biết tin, Trương Anh ngay lập tức viết một lá thư về quê. Viết thư, thư gửi xa xôi chỉ có một bức tường. Nhường họ ba thước thì sao nào? Trường thành vạn dặm năm nay vẫn còn đó, đâu thấy Tần Thủy Hoàng năm xưa. Sau khi nhận được thư, người nhà của ông vội chủ động chừa ra ba thước đất. Nhà họ Phương thấy thế lấy làm xấu hổ, vội chừa ra ba thước. Do vậy giữa hai nhà đã tạo thành một ngõ đi sâu rộng 6 thước. Đồ chứa vì đựng đầy nước nên mới tràn ra ngoài, ống tiền vì rỗng nên mới được đảm bảo an toàn. Vì vậy, chính nhân quân tử thà không cố gắng làm việc gì hơn ngoài tranh đoạt, thà chịu khiếm khuyết còn hơn phải ngạo mạn. Sau khi triều Tần diệt phong, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Vương Lưu Bang cùng tranh giành đoạt vị thiên hạ. Hạng Vũ là người bảo thủ cố chấp, không biết khiêm tốn, nghe ý kiến của các thuộc hạ, còn Lưu Bang là người khiêm tốn, hạ mình cầu hiền. Nhân tài trong thiên hạ đều nô nức rời bỏ Hạ Vũ mà đến phò tá Lưu Bang. Sau đó Lưu Bang dẫn đại quân đi thảo phạt Hạng Vũ, bao vây Hạng Vũ ở Cai Hạ. Hạng Vũ nhân lúc đêm tối bỏ trốn vòng vây, chạy về hướng Nam. Lưu Bang vội vàng hạ lệnh cho kỵ tướng là Quán Anh đuổi theo. Hạng Vũ vượt qua sông Hoài, trên đường tháo chạy, các kỵ binh cùng với ông, người thì chết, kẻ thì bỏ trốn, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người. Hạng Vũ chạy đến bên bờ sông Ô Giang. Đình trưởng Ô Giang cắm thuyền bên bờ sông đợi Hạng Vũ. Ông khuyên bảo Hạng Vũ rằng Giang Đông tuy nhỏ, đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Hạng Vũ cười lớn nói, ông trời đã muốn tiêu diệt ta, ta hà cớ phải vượt sông. Nói xong, ông rút kiếm, cắt cổ tự vẫn. Thận trọng trong lời nói và hành động là đạo đức của người quân tử. Cẩn thận, thận hành, quân tử chi bạo. 9 lần nói đúng, chưa chắc mọi người khen ngợi. Nhưng nếu 1 lần nói sai, thì sẽ bị người chỉ trích. 10 lần lưu lược, có 9 lần thành công. Chưa chắc mọi người sẽ ghi công cho bạn. Nhưng nếu 1 lần mưu lược bất thành, sẽ bị chê bình, phê bình và nhiều lời chỉ trích dồn dập. Người quân tử thà giữ im lặng còn hơn là nóng nảy nhiều lời. Thà tỏ ra mình là kẻ vụng về còn hơn tự dưng đưa những lý lẽ chứng tỏ mình thông minh. Dưới triều Thùy, cha của vị tướng nổi tiếng Hạ Nhược Bật là Hạ Đôn đảm nhiệm chức vụ Kim Châu tổng quản. Đương thời trong triều có một vị đại thần tên là Vũ Văn Hộ, ngang ngược hống hách, coi trời bằng vung. Hạ Đôn thường chỉ trích ông ta trước mặt mọi người. Thế là Vũ Văn Hộ kiếm cớ để vu cáo hãm hại Hạ Đôn phải tội chết. Trước khi chết, Hạ Đôn dặn dò Hạ Nhược Bật, cha gặp nạn bay vạ gió thế này đều do họa từ miệng mà ra, con phải ghi nhớ những điều cha dặn. Nói xong ông cầm chiếc rùi dập vào miệng Hạ Nhược đến khi chảy máu mới thôi. Ông mượn việc này để khuyên con cháu sau này rằng phải thận trọng dè dặt. Hạ Nhược Bật lúc đầu rất ghi nhớ bài học xương máu của cha nên mấy lần thoát khỏi họa sát thân, nhưng này công lao của ông càng ngày càng lớn.
nhưng được phong thưởng lại không bằng người khác. Ông luôn miệng cao oán than, nói tốt nói xấu, cuối cùng vì lén lút với người khác. Nghị luận tùy dạng đế, xa xỉ hoang phí, ông đã ập họa sát thân năm ông 94 tuổi. Xử thế vuông tròn, đối xử với người khác khoan dung mà khiêm khắc. Khi cuộc sống thái bình thịnh trị, đối xử mà cần nghiêm chính chính trực, thì cuộc đời trở nên rối ren. Bất an, đối nhân xử thế phải khéo léo uyển chuyển. Sống trong thời loạn lạc diệt vong, đối nhân xử thế phải đồng thời sử dụng cả hai phương pháp. Đối với người lương thiện, cần khoan dung hơn. Đối đãi với người hung dữ, cần tàn ác, cần nghiêm khắc hơn. Đối đãi với người bình thường, cần tùy theo từng tình huống để khoan dung và nghiêm khắc, phải đan xen lẫn nhau. Ân huệ và quy vũ cũng phải cùng là sẽ. Triệu Minh khi nhận chức tri phủ Tùng Giang, mỗi lần có người đến thưa kiện, ông đều thong thả nói, để nguôi giận rồi mai hãy đến. Ban đầu mọi người không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ông, đặt cho ông một biệt hiệu là mai hãy đến. Có người còn đặt một câu vè, Tùng Giang tri phủ mai hãy đến. Sau này câu vè đó được chuyển đến tai mọi người, nhà của tri phủ họ Triệu. Người nhà chức ông Triệu Dự nói, rất nhiều người thư kiện chỉ vì nhất thời tâm trạng bị kích động bực bội, ngay lúc đó mà giải quyết những sự việc không được tốt. Nếu để tâm trạng bình tĩnh lại, hoặc sau khi được người khác khuyên nhủ và sự bực dọc đã tiêu tan hết, có khi không cần phải thưa kiện nữa. Đó mới chính là lợi ích của việc ngày mai hãy đến. Nước Tống có một người tên Ngải Từ. Một lần bị sốt cao, trong cơn mê sảng ông thấy mình bị đưa đến âm tào địa phủ gặp Diêm La Vương. Thang đường hỏi tội, có mấy tên quỷ đưa ông đến. Một đứa nói, người này ở dương thế đã làm nhiều việc thất đức. Diêm Vương bèn ra lệnh, dùng 500 tỷ tỷ cân củi lửa để đốt. Tên quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải đi. Người này dặn dò tên quỷ đầu trâu, ông đã làm chủ quản của người nhà ngục mà sao lại mặc chiếc áo quần da báo rách rưới thế này. Quỷ đầu trâu mặt ngựa nói, âm gian không có báo, nếu dương gian có người đốt thì mới được. Người đó bèn nói, nhà tôi chuyên đi săn bắn, loại da này rất nhiều, nếu ông thương hại bớt cho tôi một ít củi để tôi có thể sống mà quay về, thì nhất định tôi sẽ đốt tấm da báo cho ông. Quỷ đầu trâu hết sức vui mừng, liền đồng ý, giảm bớt hai chữ ti tỉ. Đợi đến khi người đó quay về được, quỷ đầu trâu mới dặn dò, nhất định không được quên da báo nhé. Người đó quay lại với quỷ đầu trâu nói, tôi có một bài thơ muốn tặng riêng cho ngài. Chủ ngục đầu trâu rất tiếng tăm, quyền ở Diêm Vương không ở quần, giảm bớt củi lửa so ngục quyết, mong được hối lộ mấy tấm da. Quỷ đầu trâu chức bèn giận và dìm ông xuống rồi nước sôi sùng sục, lại còn cho thêm củi vào để lửa cháy hơn nữa. Ngài Tử tỉnh dậy bèn nói với các đồ đệ rằng nhất định phải tin miệng là cánh cửa của tai họa. Ở đường có người tên Tô Đĩnh, từ nhỏ đã học hành rất chăm chỉ, văn chương xuất chúng. Đương thời mọi người gọi ông là chủ soái trên văn đàn. Sau này, Tô Đĩnh được làm tể tướng và cùng hợp tác với các danh tướng. Tống Cảnh là người cương trực, làm việc cũng rất quả cảm, quyết đoán. Người nhà Tô Đĩnh trách ông không bàn bạc gì với Tô Đĩnh, luôn muốn coi trọng ông mà ông không ai nhầm nghĩ. Trong mọi việc như vậy, ông còn có thể làm được không? Tô Đĩnh cười và nói,
không phải là tổng là tống cảnh xem thường tôi, mà là vì cái này nó ấy quá con rồi sẽ bị người ta hiểu nhầm. Việc gì tôi cũng nhìn thấy ông ấy không phải là vì tôi sợ ông ấy, mà là vì tôi quan tâm đến đại cục, đặt lợi ích của nước lên làm trọng. Sao có thể tình riêng cá nhân làm tổn hại của đất nước? Tôi là tấm cảnh bẩm tấu sự việc trước Đường Huyền Tông khi bị Huyền Tông trao với một cái tưởng tử, thì tôi định phải đứng ra trình bày tận đường. Tấm cảnh cảm động nói với ông, vì một công mà không bàn đến việc riêng. Thời Xuân Thu chính quốc, sủng thần của Vương Công là đầu ngạn cổ, diệt Triệu Trị và cả nhà Triệu Thị đều bị giết sạch, chỉ còn sót lại đứa con tên Triệu Vũ, đương thời người tên là Công Tôn Trừ Cử, cùng với người bạn là có đáp ơn tri ngộ của nhà họ Triệu đối với họ, và cũng để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhà họ Triệu. Hai người họ đã lập mưu cứu Triệu Vũ. Chính anh đưa con trai cốt nhục của mình cùng tuổi với Triệu Vũ và cho Triệu Vũ mà giao cho Công Tôn Trừ Cử. Sau đó tố cáo Công Tôn Trừ Cử xấu Triệu Vũ đổ ra bỏ tin là thật để giết người đến giết Công Tôn Triệu Vũ và Triệu Vũ giả. Còn chính anh đem Triệu Vũ giấu vào túi mình vào trong núi. 15 năm sau, tấn cảnh không sửa lại án cho gia đình Triệu Thị và đón Triệu Vũ về trung di tam tộc đồ ngân cổ. Triệu Vũ cũng biết được chân tướng mọi người. Ông muốn báo đáp công ơn của chính anh. Chính anh cứ từng nói ta làm như vậy là vì đã ơn chi mô của cha ngươi với ta, không phải là vì sự đã ơn của ngươi. Sau đó chính anh tự sát. Thời chính quốc nhà Chu viết nổi tiếng một câu kể, lúc đó sống trong nhà tranh vô cùng là khổ. Các nhà hàng đi du kích quốc ngoại rồi anh em chị em lấy vợ thơ thiết ở nhà đều khổ nạn, không là khổ nạn với lòng tự trọng của con. Con có thể cửa ở bên ngoài nhưng thầy dù mời cũng sẽ nói năm. Sau đó họ tiếp tục ra ngoài đi du thuyết ở các nơi lớn và làm chủ nhiệm tâm kiêm nhiệm chức đại sứ của giáo nước, chỉ là rất nhiều tương lai sẽ là khâu vợ cho từng ba lũ người này. Còn người trên hồ này, anh em chị em vợ con một câu rồi từ một chúng ta đi một không, tôi cảm nhận những người đã khởi nghĩa không ngừng và bèn tưởng nghi họ cung giả. Nhưng mà nói rằng tại sao lần trước tôi về thì ai đối xử với tôi ngạo mạn thanh kiệu, còn lần này vừa về thì lại không đối tôi như vậy. Những người họ hàng này thường có thế lực và giàu đời, tình người ở địa vị cao và còn có tiền. Hóa ra những người họ hàng của tôi thật không thắng nhất đối ông là vì cũng mong đợi cùng cảnh vì ông ở địa vị cao, vì những người thân của quốc ông hy vọng cũng có được một chiếc con như vậy. Vì ông nhiều tiền nên ông mong có được một chiếc cơ ngân áo ở, cho nên ông đã nói thử ra rằng người giàu có thì những người thân họ sợ gặp lúc nghèo khổ. Nhiệt tình. Dạ alo chị ơi, em nghe đây. Bạn ơi, tớ đang đến gần đấy rồi ấy, thì bây giờ có xem được luôn không? Ôi thế mà chị không bảo em trước, tại vì nghe là đến này phải báo trước em 30 phút đấy, để yên em xem anh trai em có ở đấy không nhá, em lại vừa đi chỗ khác ấy. Thế chị đợi em một tí rồi có gì em nhắn tin lại nhá. Vâng.